Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin được gửi tới các bạn tập 2 bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. 7 giờ tối, chúng tôi mới về đến thành phố. Lúc ở trên xe, cô Nga gọi dặn dò giúp việc, dọn một phòng ở tầng dưới cho tôi. Xe chạy vào bên trong ngôi biệt thự tráng lệ, bảo sao tùng mặc đồ đơn giản nhưng toàn là hàng hiệu, vì nơi anh ta sống vốn dĩ đã là vạch đích mà khối người ao ước. Cẩn thận nhé, chậm thôi con. Cô Nga đỡ tôi xuống xe, tài xế mở cốp lấy xe lăn cho tôi. Đến nhà người khác ở nhờ tôi rất ngại. Vụ bê bối của công ty bố tôi được báo chí viết đầy trên mạng. Cô Nga là bạn của bố nên không nói gì, nhưng chồng và con cô ấy thì khác. Không biết họ sẽ đánh giá tôi thế nào nữa. Ai vậy mẹ? Mới vào tới cửa, một cô gái tóc ngắn, nhuộm màu xám khói khoanh tay nhìn tôi, thái độ không hề chào đón. Cô Nga vui vẻ giới thiệu Đây là Linh, con của chú Khải Bố chị ta vào tù rồi Mẹ làm người tốt, kêu mang chị ta à Mì, con im ngay cho mẹ Mì bĩu môi quay lên lầu Tính cách tiểu thư đồng đảnh này Giống tôi của mấy năm về trước Không thích ai liền tỏ thái độ chẳng nề mặt Cô Nga khó xử nói Cô thầy nó xin lỗi con Đừng để tâm câu nói vừa rồi nha Linh Con không sao ạ Cô Nga cực kỳ chu đáo chuẩn bị sẵn quần áo và một chiếc điện thoại mới cho tôi. Chồng cô Nga không có ở nhà, tôi đợi chào hỏi chuối một tiếng rồi mới đi ngủ, nhưng cô Nga bảo không cần. Được ngủ trên chiếc giường nệm êm ái, vừa nằm xuống một lúc tôi đã thiêm thiếp, chẳng tại hôm nay ngồi xe lâu quá nên mỏi mệt ngủ sớm. Tôi tôi nằm mơ một giấc mơ mà khi tỉnh dậy mới giật mình nhận ra, từ khi nào mình đã dành sự chú ý quá nhiều vào Tùng. Hình bóng của anh ta len lỏi vào trong giấc mơ của tôi, hình xăm dãy số và vẻ mặt bất cần đời của Tùng cứ lần lượt xuất hiện. Tôi chống tay ngồi dậy xem điện thoại thì đã 3 giờ sáng. Chiếc kẹp tóc hình ngôi sao trên bàn là thứ duy nhất tôi đem về thành phố, cũng là món quà đầu tiên Tùng tặng tôi. Lý do vì sao lại tặng quà thì tôi chưa có dịp để hỏi. Ăn tối xong, tôi ngủ một mạch, đến khi mơ thấy Tùng mới sực tỉnh, giờ ngủ lại không được nữa. Chiếc điện thoại mới đầy đủ tính năng, nhưng danh bạ không có một số nào. Tôi lưu số của cô Nga, thêm vài người nữa rồi tới lượt Tùng, nhưng quáng gà không lưu mà lỡ tay bấm nhầm sang gọi. Tôi tắt ngay sau đó, chưa đến 2 giây nhưng Tùng đang gọi lại. Vào 3 giờ sáng, tôi nói mình gọi nhầm liệu anh ta có tin không? Tôi hồi hộp nghe máy. Có chuyện gì? Sao anh biết là tôi gọi? Đoán thôi. Giọng nói của Tùng nghe không giống đang ngủ. Tôi ôm gối, ngồi dựa lưng vào giường, chưa muốn kết thúc cuộc gọi. Không phải là nói chuyện đối mặt trực tiếp, nhưng tôi vẫn ngại vì trong giấc mơ vừa rồi tôi đã mơ thấy Tùng hôn mình. Tôi nhấn nhầm xin lỗi anh nhé Cô còn muốn chuộc lại chiếc vòng tay không Có chứ tôi sẽ chuộc lại Anh nói với bạn anh giữ thêm cho tôi vài ngày nữa được không Ừ Tôi đi vội quá nên chưa kịp chào bà lên và Quế Cả bọn trẻ nữa Bài tập tôi chấm xong rồi Tôi để hết trên bàn Nếu lớp học thêm Sang tuần sẽ có một cô giáo được phân công về trường Lớp dạy thêm vẫn mở Thế thì tôi yên tâm rồi Còn anh khi nào về nhà Cuối tháng này Ồ, Cuộc nói chuyện sắp đi đến hồi kết Tôi tưởng là Tùng sẽ cúc máy Nhưng vẫn còn nghe thêm một câu hỏi Chân cô khi nào tháo bột Lúc anh trở về sẽ thấy tôi không ngồi xe lăn nữa Tôi không nghĩ lúc đó chúng ta sẽ gặp lại đâu Nhưng nếu không như anh nghĩ thì sao Gặp tôi làm anh thấy khó chịu như thế à Hay là anh chê tôi phiền Nếu gặp lại Tôi sẽ đòi ơn cứu mạng của cô Câu trả lời làm tôi đứng hình Tôi không dám nói mình đang ở nhà của Tùng Có ơn thì phải trả là đúng rồi nhưng anh ta muốn đòi thế nào đây? Tôi đến từ tối qua, nhưng sáng nay mới gặp chồng cô Nga, vì đã gặp Tùng trước đó, nên nhìn ông Vương không có gì xa lạ. Hai bố con họ có nét rất giống nhau, đều cao giáo phong độ. Tôi từng sống trong một ngôi nhà rộng lớn với bố và cô Xuân, chỉ có ba người, nhưng bầu không khí lúc nào cũng rất vui vẻ. Còn ở đây thì khác, mọi người ngồi vào bàn ăn sáng, nhưng chỉ có cô Nga là cười cười nói chuyện. Mi không thích tôi, hôm qua nó đã tỏ thái độ rất rõ rồi, Ông Vương thì kiệm lời giống hệt con trai Tôi chủ động chào hỏi trước Cháu chào chú ạ Ừ chào cháu Tối qua anh về trễ Nên em bảo Linh cứ đi ngủ trước Còn bé định đợi anh về chào anh một tiếng Cô Nga đánh tiếng giúp tôi Ông Vương cũng nói thêm một câu Cháu cứ tự nhiên Dạ Cô Nga dặn giúp việc Chuẩn bị cho tôi một phần bún riêu khác với mọi người Mi nhìn nhìn tô bún của tôi cười nhạt Đợi ông Vương ăn xong mới hỏi Anh Tùng đang ở đâu vậy Dượng? cô nga cau mày nhưng mi không quan tâm vẫn hỏi tiếp con muốn gặp anh tùng khuyên anh ấy thử xem sao sức khỏe của dượng không tốt công ty phải có người tiếp quản thì dượng mới yên tâm nghỉ ngơi được nó không về có ép cũng không chịu nghe đó là anh tùng chưa biết dượng bị bệnh nếu biết con tin là anh ấy sẽ về thôi con ăn sáng đi hình như cô nga chưa nói đã gặp tùng nhìn ông vương sắc mặt đúng là có hơi kém không biết là ông ấy bị bệnh gì con cũng ăn đi linh dạ Bữa sáng diễn ra trong im lặng, ông Vương vừa ăn xong đứng lên, cô Nga cũng đi theo lấy áo vest cho chồng, chu đáo tiễn chồng đi làm ra tới tận cổng. Chỉ còn tôi và Mi trong phòng ăn, nó khoanh tay ngồi dựa ra ghế, hất cằm trịnh thượng hỏi tôi. Chị định ăn nhờ ở đậu nhà tôi bao lâu? Còn có thôi nói chuyện với Linh kiểu đó đi không? Mẹ, đau! Tôi cũng rất bất ngờ khi cô Nga vừa đánh lên đầu Mi, nó nhăn nhó bất mãn, quay ngoắc sang trừng mắt với tôi. Mẹ nhắc con lần cuối Còn dám nói chuyện hỗn láo với Linh Thì con biết tay mẹ Ông Khải cho mẹ lợi ích gì Mà mẹ đem con gái ông ta về đây chăm sóc như con mình luôn thế Mẹ không sợ dựng nghi ngờ Mẹ có gian tình với ông Khải hay sao Con không đến công ty Thì quay lại Hà Lan đi Nói thêm câu nào mẹ sẽ cắt hết thẻ của con Mi ấm ức dậm chân đứng lên Tôi không muốn mình là nguyên nhân Khiến mẹ con cô Nga xích mích Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi Cô Nga lúc này khác hẳn với cô Nga mà tôi biết nói chuyện răn đe nghiêm khắc thẳng tay đánh con gái mình để bênh vực tôi con đến đây không phải ăn nhờ ở đậu bố con từng giúp đỡ cô rất nhiều nên cô muốn báo đáp không có chuyện như con mi nói đâu con nghĩ là mình sẽ dọn ra ngoài sẽ hay hơn cô giúp con như vậy là đã làm tròn lời hứa với bố con rồi linh à cô nói thật con đừng cười cô nhé cô vốn đã xem con như con gái của cô lâu rồi nhìn con từ lúc còn nhỏ xíu cho đến khi trưởng thành không có mẹ bên cạnh cô thấy thương lắm muốn nhận con làm con nuôi nhưng mà ông bố xấu tính của con không cho lúc nào cũng dành bảo bọc con trần con thế này chưa vào thăm bố được không biết là quân có nói gì với bố không cô mới vào thăm bố con mấy ngày trước ông ấy vẫn chưa biết gì đâu thằng quân nó không dám gặp bố con đâu công ty đang khủng hoảng cô nghĩ nó và ông tiến sẽ lợi dụng lúc này chiếm một ghế trong ban lãnh đạo công ty giờ đã không thuộc quyền quản lý của bố tôi nữa chức vụ của tôi bị bãi nhiệm nhưng quân thì còn. Anh ta hiện đang làm phó phòng nhân sự. Tôi không đủ sức giành lại công ty, cũng không có năng lực tiếp quản. Thứ tôi muốn lấy lại là tài sản của bố đang nằm trong tay quân. Sau buổi sáng bị cô Nga nhắc nhở, mi không nói chuyện khó nghe nữa. Thấy tôi nói chỉ lường nguyết chứ không kiếm chuyện. Trong lúc đợi chân tháo bột, tôi tìm hiểu về con gái của ông Tiến. Cô ta tên là Dung, từng có thời gian thực tập ở công ty, nhưng không được nhận vào làm nhân viên chính thức. Dung và tôi học chung trường, đều là sinh viên cùng khóa của khoa kinh doanh quốc tế tôi không có chút ấn tượng gì về dung nhưng mà vẻ mặt đắc thắng của cô ta khi có được quân giống như có thủ oán gì với tôi từ lâu vậy cô nga giúp tôi thăm dò quân đang buồn bã suy sụp vì tôi đột nhiên mất tích anh ta khóc kể với cô nga rằng tôi bị stress nặng để lại một dòng tin nhắn nói là muốn tìm một nơi nào đó giải thoát sau đó không liên lạc được những nơi có thể tìm anh ta đều tìm hết cũng vô vọng quân giỏi nhất là đóng kịch anh ta còn dặn cô Nga đừng vội cho bố biết vì sợ bố không chịu nổi kích động. Ba tuần nói nhanh thì không nhanh vì tôi đang sốt ruột muốn nhanh khỏi chân. Cô Nga có giữ của bố tôi một số tiền. Tôi lấy tiền đó thuê một văn phòng, thành lập một công ty thương mại điện tử. Lĩnh vực này tôi là người mới, chỉ thử tìm hiểu mới đây, nhưng tôi đã có định hướng riêng cho mình. Tôi vẫn sẽ trả thù quân, nhưng không mù quáng dành hết thời gian nghĩ cách đối phó với anh ta. Phải có một công việc ổn định, để khi bố ra tù, Tôi có thể cho bố một cuộc sống tốt hơn như trước giờ Bố vẫn luôn tạo điều kiện cho tôi Tùng nói cuối tháng anh ta về Sáng nay tôi tới bệnh viện tháo một Sau đó sẽ dọn đi khỏi đây Cô Nga không giữ tôi lại Ông Vương chưa biết Tùng về Tôi thấy lạ khi cô Nga giấu ông ấy chuyện gặp Tùng Bạn cô có một căn hộ trống cho thuê Con cần thì gọi cô Không phải miễn cưỡng sống chung nhà với thằng khốn đó đâu Dạ Cô luôn ủng hộ con Xảy ra chuyện gì phải gọi cho cô đầu tiên nhớ chưa con mà tự mình chịu đựng thì cô sẽ giận đấy Cô tốt với con như vậy Con sắp xem như cô là mẹ của con luôn rồi Cô đã bảo là nhận cô làm mẹ nuôi Nhưng con có chịu đâu Tôi nắm tay cô Nga cười trừ Cô Nga theo tôi tới bệnh viện Trên đường dặn dò tôi rất nhiều điều Hẹn tôi tuần sau cùng vào thăm bố Tôi đã có kế hoạch trả thủ quân Nếu anh ta đã vô tình vô nghĩa Thì tôi cũng không cho bọn họ được hạnh phúc Ngồi xe lăn hơn cả tháng trời Bất tiện đủ thứ khi đứng vững trên hai chân, quyết tâm trả thù của tôi lại càng thêm mạnh mẽ. Rời khỏi bệnh viện, nơi tôi muốn đến chính là căn nhà bố mua cho tôi để làm quà cưới. Tài xế dừng xe trước cổng, cô Nga bấm chuông thì có giúp việc mới đi ra. Cậu Quân đang ở công ty, không có ai ở nhà thưa bà. Có thật là không có ai ở nhà không? Cô Nga đẩy cổng, giúp việc loạn trạng há hốc khi nhìn thấy tôi, một giọng nữ từ trong nhà vang ra. Ai vậy cô Thu? Dung tái mặt khi thấy tôi đứng cùng với cô Nga trước cổng, không còn từ ngữ nào để diễn tả mức độ chơi chẽn của cô ta bộ váy dung đang mặc là đồ của tôi cô cởi ra không phải đồ của mình thì đừng có lấy mặc cô có liêm sỉ không vậy tôi tiến lên một bước dung bối rối lùi lại giúp việc là người cô ta dẫn tới cả hai nhìn thấy tôi như thấy ma cô dung gọi anh quân về nhanh lên tôi lấy điện thoại giơ lên quay vào mặt dung cô ta không hiểu chuyện gì đẩy giúp việc ra trước cô làm gì vậy tôi đang livestream cho mọi người xem. Trong lúc tôi đi vắng, có người muốn chăm sóc chồng thay tôi. Chăm nhiệt tình đến nỗi bụng lớn luôn rồi. Không được quay, cô có thôi đi không? Lượt xem tăng lên cả trăm rồi này, xin lỗi nhé. Mọi người đang đòi xem cận mặt cô, tôi phải quay cận cảnh một chút. Cô điên sao, tắt đi. Dùng vùng tay, hất điện thoại của tôi, thì nhận ngay một cái tắt trời dáng từ cô Nga. Cô ta đang mang thai bụng lớn vượt mặt bị tắt mạnh lảo đảo có người giúp việc đứng phía sau giữ lại. Tôi chỉ quay video không phải livestream, Dung tưởng thật nên mới cuống lên. Thấy cô Nga ra tay mạnh như vậy tôi cũng bất ngờ. Chuyện còn lại con xử lý được ạ. Cô đợi thằng quân về, xem nó giải thích thế nào. Bị tát đau, Dung bụt mặt nhìn theo cô Nga đi vào nhà mà không làm gì được. Tấm ảnh cưới to đùng được đóng khung treo ở phòng khách vẫn còn trông thật kịch cỡm. Tôi mặc bộ váy cưới trễ vai màu trắng, còn quân bành bao trong bộ vest cùng màu. Thợ chụp ảnh khen nức nở rằng chúng tôi rất đẹp đôi, ngỏ lời muốn đăng ảnh cưới của chúng tôi chạy quảng cáo cho studio. Sự xuất hiện của Dung trong ngôi nhà này cũng buồn cười như tấm ảnh cưới này vậy. Không biết cô ta cảm thấy thế nào khi bố của con mình là chồng của người khác. Cô Nga ngồi xuống ghế, bắt chéo chân hất cằm hỏi Dung. Còn không thu dọn đồ, cút ra khỏi nhà hay sao? Hay là cô muốn bị lấy trổi, quét ra mới chịu? Dung mím môi, bất chấp mình đang sống trong nhà của người khác chừng mắt đáp lại bà có quyền gì mà đuổi tôi vậy tôi thì có đúng không tôi chỉ tay ra tấm ảnh sau lưng hỏi dung khi nào mặt cô dâu trong ảnh là cô thì hãy đứng đây nói chuyện tôi không nghĩ cô nghèo tới mức lấy đồ của tôi mặc nếu cô thích thì tôi tặng hết đấy lâu rồi tôi chưa làm từ thiện đừng có tỏ ra mình cao thượng anh quân chưa từng yêu cô không chỉ bố cô ngu ngốc mà cô cũng ngu y hệt mày nói lại lần nữa xem cô nga đứng bật dậy sấn tới định đánh dung nhưng tôi ngăn lại chưa biết là ai ngu hơn ai đâu cô đang mang thai con của quân đúng không dung vênh mặt tự tin dõng dạc đáp đúng là con của anh quân anh ấy rất háo hức mong đợi đứa bé này vậy tôi cũng nói cho cô rõ trên giấy khai sinh của con cô đừng mơ có tên trần đức quân tôi sẽ không ly hôn hai người cả đời này đừng hỏng đến được với nhau dọn hết đồ của cô ra khỏi nhà tôi trước khi tôi gọi công an tới quân về rất nhanh đã không thể diễn kịch được nữa nhưng anh ta vẫn thích diễn có cô nga ở đây quân dè chừng không thể hiện hết bộ mặt khốn nạn như lúc đẩy tôi xuống núi anh ta ngập ngừng không bước tới chỗ dung mà nhìn tôi tha thiết gọi linh anh muốn đi cùng với cô ta thì cứ việc đi tôi không cản đâu xin lỗi em đây là lần thứ ba quân quỷ gối trước tôi một chút tôn nghiêm cũng không có anh ta thích hạ mình để người khác cảm thấy rằng anh ta rất có thành ý và tôn trọng họ. Biểu cảm trên mặt sung đông cứng. Hai người họ chưa có thời gian bàn bạc trước với nhau nên thấy quân quỷ gối xin lỗi tôi. Chắc cô ta đang rất sốc. Khi em biến mất, anh nhận ra mình khốn nạn tới mức nào. Anh rất hối hận vì lúc đó mình không đủ tỉnh táo. Đã nghe theo lời xúi dục của người khác mà ra tay với em. Anh biết dù có xin lỗi trăm ngàn lần em cũng không dễ gì tha thứ cho anh. Nhìn thấy em bình an vô sự trở về anh rất mừng. Linh à, anh thực sự rất hối hận. Tôi sẽ tha thứ cho anh, nhưng với một điều kiện. Cô Nga lập tức ngắt lời tôi. Không được, con đang nghĩ gì vậy Linh? Nó hại con một lần chưa đủ đau sao? Con đừng có bị nó lừa. Con biết anh Quân cũng không muốn hại con. Anh ấy bị kẻ khác lợi dụng thôi. Phải phải, xin cô Nga hãy tin con. Con rất yêu Linh, nhưng vì bị bố con ông tiến gãi bẫy, nên con phải làm theo yêu cầu của bọn họ. Anh... Anh nói cái gì cơ? Tôi khẽ lắc đầu với cô Nga khi Dung ngất xỉu. Quân muốn đứng lên chạy tới đỗ cô ta, nhưng thấy tôi đang nhìn, nên đầu gối vừa nhấc lên lại quỳ xuống. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Tôi đương nhiên hận anh ta hơn ai hết. Quân giỏi nhẫn nhịp để đạt được mục đích. Tôi cũng đang học theo anh ta. Bất cứ yêu cầu gì tôi đưa ra, Quân cũng đều làm theo. Anh ta dọn đồ của Dung và đuổi giúp việc của cô ta ra khỏi nhà. Cô Nga hiểu ý tôi Trước mặt quân giả vờ mắng tôi một trận xong bỏ về Cả hai chúng tôi đều đề phòng nhau Quân cũng không ngốc Khi tin mới đó đã được tôi tha thứ Chẳng qua chúng tôi đang thăm dò đối phương Tôi ngồi ở phòng khách Nhìn vào khung ảnh treo giữa nhà Quân ngồi ghế bên cạnh dáng vẻ cục đầu hối lỗi Tôi nhìn người đang là chồng của mình Ngoài sự chán ghét cực hạn ra Chẳng có cảm xúc gì khác Quân khôi ngô tuấn tú Chính dáng vẻ đạo mạo giả tạo mà anh ta phủ lên Đã khiến tôi lầm tưởng hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu mới có hạnh phúc tôi đã vội vàng kết hôn vội vàng tin vào những lời hứa hẹn viển vông của quân anh muốn tới bệnh viện không quân ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn tôi lắc đầu anh không đi dung đang mang thai con của anh chuyện này anh không chối bỏ một phút không cảnh giác anh đã bị ông tiến lừa ông ta ép anh phải chịu trách nhiệm với dung dù biết chúng ta sắp kết hôn trong hôn lễ ông ta đe dọa anh nếu không nghe theo sẽ đá anh ra khỏi công ty Vậy nên tôi là vật hy sinh của anh à? Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Từ bé anh đã cố gắng chăm học với hy vọng thay đổi cuộc đời. Khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp lại xuất sắc rồi, anh lại mơ những điều lớn lao hơn nữa. Sự nghiệp của anh đang phát triển tốt. Bố cũng nói anh có trí tiến thủ nên rất trọng dụng anh. Thú thật với em, chúng ta chưa có thời gian hẹn hò nhiều. Anh chỉ nhận ra tình cảm của mình dành cho em rất sâu đậm khi trải qua chuyện ngoài ý muốn kia anh là người bố tin tưởng lựa chọn cho tôi nhưng những gì anh làm khiến tôi rất thất vọng trong lúc tôi bị thương đã suy nghĩ rất nhiều sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy em biết không anh giống như một kẻ điên tìm kiếm em khắp nơi bố con ông tiến thấy vậy cho người theo dõi anh nếu tìm được em bọn họ sẽ ra tay anh phải để dung đến đây để qua mắt ông ta phải diễn kịch theo ý của bọn họ có lẽ ông trời biết anh làm sai nên cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm cảm ơn em vì đã trở về khi nói ra những lời này quân nói rất trơn tru không hề vấp cũng chẳng ngượng miệng tôi đã đánh giá thấp năng lực của quân những tưởng sau khi tôi trở về sẽ cùng anh ta đấu đá một trận nhưng lúc này đây chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau như một cặp đôi giận dỗi nhau giãi bày tâm sự anh ta có khả năng ứng biến nhanh sẵn sàng bỏ qua cảm nhận của dung biến mình thành kẻ bị hại của bố con cô ta một người đàn ông đặt lợi ích lên trên hết không xứng để dành nhiều tình cảm tôi thể hiện mình vẫn giữ vững lập trường điều kiện tôi đưa ra nếu anh làm được chúng ta sẽ duy trì cuộc hôn nhân này anh thể với em lần này sẽ không phạm sai lầm nữa chỉ mong em tin tưởng anh bố con ông tiến nhất định không để yên cho anh bọn họ sẽ dựng chuyện đứa bé anh định giải quyết thế nào anh nhất thời chưa nghĩ ra dù sao đứa bé cũng là con của anh nó anh có thể đón nó về đây chăm sóc Em cho anh một cơ hội đã là quá rộng lượng với anh rồi Linh à, về đứa bé anh sẽ bàn bạc lại với Dung. Tùy anh thôi. Cô ta không có ở đây, nghe tôi nói muốn đón con của hai người họ về chăm sóc, chắc Dung sẽ dễ đành đạch lên. Phòng ngủ của tôi trên tầng hai, nhìn chiếc giường chăn ga thẳng thớm, nhưng trong mắt tôi nó rất bẩn. Đồ đạc của Dung đã dọn sạch sẽ, không có dấu vết gì của cô ta từng ở đây. Tôi bảo Quân gọi cho cô Xuân quay lại làm việc. Anh ta từng hãm hại tôi một lần, sống chung nhà với kẻ nguy hiểm như quân tôi phải tự tìm cách bảo vệ bản thân mình tôi dọn sang phòng khác quân không có ý kiến buổi chiều anh ta nói đi tìm cô xuân vì không gọi được cô nga thuê giúp tôi một người theo dõi quân đúng là anh ta có đi tìm cô xuân thật nhưng trước đó có ghé qua bệnh viện trong lúc quân không có ở nhà tôi đặt bốn camera về lắp ở phòng khách và phòng ngủ đều lắp ở góc khuất phải để ý kỹ mới thấy giấy tờ hai lô đất bố cho tôi không còn trong ngăn kéo nữa tôi phát hiện trong phòng làm việc của quân có một kết sắt chắc là anh ta đem hết giấy tờ quan trọng cất vào trong đó xe của tôi quân đang lái đi bộ trang sức ngọc trai tôi thích nhất bị mất đôi bông tai xem ra trong lúc tôi không có ở đây dung sử dụng mọi thứ của tôi chồng người khác cô ta còn dùng được thì huống hồ gì mấy món đồ này dung không thấy ngại nhưng tôi thì ngại đồ dùng rồi quân đi chưa tới một giờ đã về tay sách lỉnh kỉnh đồ đạc Thấy tôi cầm túi sách ngồi đợi sẵn ở phòng khách thì ngạc nhiên hỏi Em định đi đâu sao? Bố tôi gửi cô Nga giữ dùng một số tiền Giờ tôi đến lấy Anh đi với em Không cần đâu Cô Nga thấy anh lại tức giận thêm Tôi lấy chìa khóa xe Thứ anh ta thích là tài sản của bố tôi Nghe đến số tiền tôi sắp gặp cô Nga để lấy Quân không khác gì một tên nịnh thần Theo sau tôi lấy lòng Anh nấu bữa tối đợi em về Anh mua nhiều đồ lắm toàn những thứ em thích ăn thôi Vâng, Em đi đi, để anh đóng cổng cho. Chân tôi vừa tháo bột, lái xe vẫn chưa quen lắm. Dưới ghế bên cạnh có thứ gì đó lấp lánh. Tôi không ngửi xuống xem thử, phát hiện một chiếc bông tai kiểu dáng khá bình thường. Tôi không nghĩ dung thích đồ dùng bình dân như thế này. Khả năng cao là quân không chỉ cắm cho tôi một cái sừng. Số vòng vàng trang sức tôi đem đến cửa hàng bán hết cũng được kha khá nhiều tiền. Số tiền này tôi không dùng vào mục đích kinh doanh mà để làm mùi nhử quân. Mới vào tới cửa đã nghe mùi thức ăn thơm phức, Quân đeo tạp dề, bận rộn nấu nướng vừa như không phát hiện tôi về. Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, thì anh ta chính là một người chồng mẫu mực. Giấy tờ tôi cất trong ngăn tủ bàn trang điểm đâu. Em về rồi à? Quân ngớ ra ngạc nhiên chừng vài giây vội lau tay, mặt rất thành thật nói. Sợ dung lục loại lung tung, nên anh cất vào kết sắt. Em cần lấy gì sao? Tôi định cất chung với số tiền này. Tôi dơ túi tiền dày cộp cho quân xem. Trong đây vừa có tiền thật vừa có tiền giả, Tôi đổi tất cả sang tiền đô, thổi phồng số tiền này lên. Bố nhờ cô Nga giữ dùm 50.000 đô. Tôi gửi ngân hàng chỉ giữ lại một khoản để mua xe. Em định mua xe à? Anh thấy xe chúng ta đang đi vẫn còn mới mà. Tôi không thích nữa. Tiền bố để lại tôi có thể dùng thoải mái cả đời cũng không hết. Một chiếc xe có đáng là gì đâu. Cố tỏ ra mình vẫn còn cái tính tiểu thư, thích đua đòi sống hưởng thụ. Tôi cười nhạt thông báo. Cô Nga góp vốn ủng hộ tôi mở một công ty, cn food đang lâm vào khủng hoảng ông tiến muốn ngồi vào ghế lãnh đạo cũng chỉ được cái chức cao hơn anh thôi chắc chắn sẽ không trụ nổi đâu bố có biết em mở công ty không đương nhiên là biết nếu không bố đã chẳng gửi cho cô nga nhiều tiền như thế còn tài sản bố gửi ở chỗ anh tạm thời chưa cần dùng đến đâu anh nấu sắp xong rồi chúng ta ăn cơm luôn nhé tôi đi tắm trước đã tôi về phòng khóa cửa rồi mới lấy quần áo đi tắm Sống chung nhà với kẻ muốn hại mình cứ phải đề phòng trước sau rất mệt mỏi. Chiếc kẹp tóc hình ngôi sao vừa được tôi gỡ xuống đặt lên kệ. Không biết Tùng đã về chưa? Tôi nhờ anh ta chuộc lại chiếc vòng tay. Khi nào về thì gọi cho tôi. Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh lấn át đi những âm thanh bên ngoài. Nghĩ mình đã khóa cửa an toàn. Nhưng tôi quên mất Quân là một kẻ mưu mô như thế nào. Tôi tắm rất lâu, tưởng đó là thói quen khó thay đổi. Nhưng sau khi sống ở bàn hơn nửa tháng, tôi không còn lề mề cả tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh để chăm chút từ đầu đến chân nữa. Vừa từ nhà vệ sinh bước ra, đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Tầng dưới không lý nào ám tới tận đây. Tôi cảnh giác nhìn quanh, đi tới cầm điện thoại mở camera lên xem. Quân đang ở phòng khách nói chuyện điện thoại. tôi lại mấy phút trước, mới biết anh ta đã lên phòng tôi. Trong lúc tôi đang tắm, Quân gắn gì đó dưới bàn trang điểm. Chiều nay, tôi lên mạng đặt mua camera, có nhắn tin trao đổi với chủ cửa hàng. Tôi chụp một tấm ảnh gửi qua hỏi, thì bên đó trả lời đây là máy nghe lén, tôi lén gắn camera khắp nhà còn anh ta gắn máy nghe lén trong phòng tôi điện thoại vừa đặt xuống đang đổ chuông lồng ngực tự dưng đập nhanh ngón tay gần chạm đến nút nghe chuyển sang kết thúc cuộc gọi tôi nhắn tin cho tùng nói mình không tiện nghe máy linh em tắm xong chưa xong rồi quân không nghĩ tôi mở cửa nhanh như vậy nên chưa kịp trưng ra nụ cười giả tạo ông tiến vừa gọi cho anh ăn tối xong chắc là anh phải đi gặp ông ta để nói rõ mọi chuyện anh không muốn làm quân cờ trong tay ông ta nữa Dung đã kể với ông ta em trở về rồi Không biết bọn họ sẽ lên kế hoạch gì để hãm hại em Anh nghĩ tôi từ cõi chết trở về Mà không chuẩn bị gì cho mình sao Tôi cũng đang đợi những kẻ muốn hãm hại tôi ra tay Bọn họ thích thì cứ việc Tôi cười nhạt đi xuống lầu trước Không quan tâm người phía sau có biểu cảm gì Từ lúc chấp nhận quen nhau cho tới lúc cưới Tôi chưa bỏ thời gian ra tìm hiểu anh ta Trong hôn lễ bố mẹ quân có tham dự Họ sống ở quê Nhìn mặt thật thà chất phác chẳng biết có giống như quân diễn kịch trước mặt tôi không mấy món quân nấu tôi không ăn nhiều anh ta sống khá tiết kiệm cái nào ăn không hết bỏ vào hộp cất vào tủ lạnh hôm sau ăn tiếp ăn xong quân rửa chén dọn dẹp xong hết mới đi tôi về phòng cầm điện thoại gọi cho cô nga cuộc nói chuyện theo như kịch bản hình như quân đang bị ông tiền nắm thóp thật cô ạ anh ta không hẳn là muốn hãm hại con cô thật không hiểu nổi con đang nghĩ gì nữa linh nó có con với đứa khác hại con gãy chân còn muốn chiếm tài sản của bố con, sao con có thể tin nó lần nữa chứ? Quân đảm bảo với con sẽ chia tay Dung rồi. Con đúng là ngốc, lời nó nói mà con cũng tin. Con đã nói chuyện mở công ty với Quân, nếu lần này anh ta làm con thất vọng nữa, thì con sẽ hoàn toàn cắt đứt. Không phải là con định cho nó một chức vụ gì đó ở công ty đó chứ? Quân rất thông minh, tư duy cũng nhạy bén. Con chưa nghe bố khen ai như anh ta. Bố hy vọng là con sẽ sống hạnh phúc, con... Nếu con chọn tin nó, thì đừng gọi cho cô. Tôi mỉm cười, để điện thoại xuống mở tủ lấy ra một bộ váy. Mái tóc dài xoăn mượt vừa gội xong có mùi rất dễ chịu. Tôi không búi lên nhưng vẫn đem theo kẹp tóc bỏ vào túi sách. Đây là lần đầu tiên tôi đi gặp một người đàn ông nhưng lại có cảm giác hồi hộp, soi gương mấy lần đến khi hài lòng rồi mới tới điểm hẹn. Trong đám đông, tôi vừa nhìn một lần đã nhận ra bóng lưng của Tùng. Không giống như ở bản, anh ta ăn mặc rất thoải mái, xuyên qua lớp áo thun trắng, tôi có thể đoán chính xác vị trí hình xăm trên lưng anh ta anh đẹp trai uống một ly chứ một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm cầm ly rượu lắc lư nhìn Tùng mỉm cười quyến rũ bộ ngực căng tràn sắp nhảy ra khỏi chiếc áo quay đang sắp cọ vào cánh tay của Tùng ở những nơi vui chơi náo nhiệt như thế này không theo những lời mời gọi ong bướm tôi khựng lại đợi xem phản ứng của Tùng chỉ thấy anh ta không đói hoài tới bóng hồng xinh đẹp đang cười với mình cô ta rất kiên nhẫn gác tay lên quầy bar giống như không có xương sống đứng ưỡn mông vòng nào ra vòng đó rất nóng bỏng sao anh lạnh nhạt quá vậy em sẽ buồn đấy bao nhiêu một đêm em là hàng thật giá thật không có chỗ nào giả hết đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng chúng ta cứ vui vẻ trước tiền bạc khoan hãy tính tới cô chốt giá đi để tôi gọi cho một người bạn người ta muốn vui vẻ cùng anh mà sao lại để em cho bạn anh thế tôi không có nhu cầu cô ta giả lời ghé sát vào mặt tùng thỏ thẻ Tôi không biết Tùng nói gì Mà cô ta tức giận gấp gáp bỏ đi Chốt không được giá sao Nghe đến bạn tôi là công an Cô ta không muốn bán nữa Tùng quay sang nhìn tôi Nụ cười nửa vời xuất hiện trên khuôn mặt điển trai Cùng với dáng vẻ phong trần Ngồi im một chỗ tùy ý liếc mắt hờ hững cũng thu hút Bảo sao người phụ nữ kia không cho vào tầm mắt Tùng đặt ly rượu xuống cười cười nói Cô cao hơn tôi nghĩ đấy Anh đang khen hay chê tôi vậy? không quên mang đồ cho tôi chứ tùng lấy trong túi quần chiếc hộp gỗ hình tròn đưa cho tôi chờ vội mở ra xem tôi ngắm nghía chiếc hộp được mài nhẵn phát ra mùi thơm lạ tò mò hỏi tôi nghe có mùi thơm đây là gỗ gì thế cỗ đàn hương anh làm à không bà phính cho tôi tôi xin nhé ừ tôi cất chiếc hộp vào túi sách định hỏi tùng về khi nào thì gặp người quen quả nhiên tôi đoán không sai tên khốn kia không chỉ cho tôi một chiếc rừng quân ôm eo một cô gái rất tình tứ hai người họ ngồi xuống dãy ghế cách tôi sàn nhảy cô gái đó còn rất trẻ tôi đoán là sinh viên ăn mặc đơn giản không phải kiểu hở hang mời gọi tôi và dung đều là đối tượng để quân đào mỏ còn cô gái đang bẽn lẽn được anh ta vuốt tóc kia nhìn quần áo rất bình thường bù lại khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần khiến người khác muốn che chở hóa ra gu của anh ta là kiểu phụ nữ dịu dàng yếu đuối tùng không thắc mắc hành động lén lút chụp ảnh của tôi im lặng nâng ly rượu đưa lên môi uống. Ánh đèn thay đổi theo âm nhạc trên sàn nhảy, vị trí tôi đang ngồi, đang làm mặt đối mặt với quân. Vậy nên khi đèn ở quầy ba bỗng được bật sáng, tôi không kịp chuẩn bị, vội quay mặt đi khẩn trương hỏi. Anh xem người đàn ông đang đeo kính ngồi đối diện, có nhìn sang đây không? Tùng biết tôi đang hỏi hở hững đáp. Không có. Tôi và quân đằng nào cũng ly hôn, có bằng chứng anh ta ngoại tình tôi sẽ có lợi thế. Tiếng nhạc sập sình khoách đại thính giác, xung quanh lại trở nên ồn ào, sàn nhảy đã kín người che khuất tầm nhìn giữa tôi và quân. Chồng cô à? Phải, anh thấy buồn cười không? Tôi mới kết hôn ba ngày, thì phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác. Tùng cười nhạt lắc đầu, tôi thích nghe giọng nói trầm ấm của anh ta, có một cặp đôi vừa ngồi xuống nên tôi hơi nghiêng về phía Tùng, âm thanh tử tính như dòng nước ấm chảy vào tai. Cũng chẳng có gì buồn cười. Mẹ tôi kết hôn 30 năm vẫn bị chồng cắm sừng mẹ anh hiện đang không ở chung với anh à bà ấy đang ở một nơi rất xa ly rượu vừa được tùng đổ đầy đã không còn một giọt nghĩ tới bản thân tôi cũng dành lấy chai rượu trong tay anh ta tự rót cho mình một ly tôi không có ấn tượng gì về mẹ cho đến giờ tôi vẫn không biết mẹ mình là ai cô không tìm bà ấy sao tôi sợ tìm ra những chuyện không vui bố rất thương tôi bố không nhắc về mẹ chứng tỏ không muốn tôi buồn Mọi người chỉ trích lên án ông ấy Nhưng trong mắt tôi Bố là người bố rất tốt Chất lỏng cay xè thấm vào đầu lưỡi Men theo cuống họng ngấm vào da thịt Tôi định rót thêm ly nữa Nhưng Tùng không cho Chồng cô đi rồi Lần sau tôi mời anh Đi đâu tôi đưa cô đi Tùng hay giúp đỡ mọi người ở bản Tôi biết điều đó Nhưng không nghĩ anh ta có lòng tốt Đưa tôi đi bắt gian chồng mình Điều tôi cay cú nhất là quân và đám phụ nữ của anh ta thích dùng đồ của tôi anh ta muốn tán tỉnh hay cơ cầm người nào Tự bỏ tiền của mình ra bao nuôi tôi không tức Đằng này hai người họ ôm ấp Dìu nhau lên chiếc Mercedes màu trắng của tôi Mà đó lại là chiếc xe tôi thích nhất Quân mở cửa xe cho cô gái kia Vẻ mặt của một kẻ đang yêu không thể giấu Hành động ân cần dịu dàng hết mức Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thở dài hỏi Anh thấy cô gái kia có đẹp không? Nhìn cũng vừa mắt Đàn ông các anh Đều thích phụ nữ yếu đuối ngây thơ như vậy à? cũng tùy người. Quân yêu cô gái đó, từ ánh mắt cho đến hành động đều thể hiện rõ, tôi không nghĩ một người giả tạo như anh ta sẽ yêu ai đó thật lòng, cho đến khi bắt gặp Quân đi với cô gái này. Tùng lái xe, duy trì khoảng cách nhất định với chiếc xe phía trước, hai người họ không đến khách sạn mà rẽ vào một khu công trình xây dựng bỏ hoang. Anh dừng ở đây được rồi. Không vào bắt gian sao? Tôi không có hứng xem bọn họ nhún nhảy trên xe. Tùng tắt máy, mở cửa xe bước xuống thân hình cao giáo dựa vào thân xe, trước bật lửa kêu tách lên rồi vụt tắt. Anh ta như hòa vào bóng tối, chỉ có đốm lửa nhỏ từ điếu thuốc đang cháy một chốc lại sáng lên. Tôi không chịu được mùi thuốc lá nên ngồi trong xe xem lại mấy tấm ảnh chụp được ở quán bar. Ánh sáng không tốt nhưng vẫn nhận ra được mặt quân, những tấm ảnh này tôi chưa vội công khai. Khi nào có đầy đủ thông tin về cô gái kia rồi, không cần ra tay sẽ có người xử lý thay tôi. Trước vòng tay để trong hộp gỗ đàn hương quện một mùi hương dễ chịu, đeo lên tay có cảm giác mùi hương ấy bám mùi lâu như của nước hoa. Tùng chưa hút hết một điếu thuốc, đã thấy chiếc Mercedes màu trắng chạy ra, hơi lạnh ùa vào, kèm theo mùi thuốc lá, Tùng cợt nhà hỏi. Chồng cô kém vậy? Đúng là không nên đánh giáo có vẻ bề ngoài. Cô chưa thử qua sao? Cũng may là tôi chưa. Tôi không nghĩ là anh thích hút thuốc. Cô vừa bảo không nên đánh giáo có vẻ bề ngoài còn gì. Tôi cũng chẳng tốt đẹp như cô nghĩ đâu. Tôi không biết trước kia anh thế nào Nhưng bây giờ những gì anh làm Chứng tỏ anh không phải người xấu Cô vẫn tin người như vậy, thảo nào Tùng cười nhạt, lấp lửng không nói hết câu Thái độ của anh ta rất lạ Hoàn toàn không giống như lúc ở bản Trong hai giây ngắn ngủi Đại não của tôi ngưng trệ Ngây ngốc nhìn đôi môi kia đáp xuống môi mình Cảm giác y hệt như trong mơ tôi từng mơ Trái tim điên cuồng đập loạn xạ Tôi không biết Không hiểu vì sao Tùng hôn mình Cũng không có phản ứng đẩy anh ta ra Chúng tôi chỉ mới uống vài ly nên hoàn toàn tỉnh táo, không có chuyện rượu say vào mất kiểm soát. Cơ thể cứng cáp của Tùng dướn tới, đè ép tôi lên ghế. Nụ hôn vẫn chưa dừng lại, chẳng chọc phát họa từ trong ra ngoài. Cánh môi bị Tùng khẽ cắn nhẹ tê dần. Chỗ trước ngực chạm vào nhau, đang chịu một lực đè ép, làm tôi không thở nổi. Tôi mê man thở gấp, chấp nhận sự xâm phạm của Tùng một cách tự nguyện. Càng hôn, cơ thể tôi lại càng buồn ruồn, rụt rè trốn chạy trước màn truy đuổi quá mức mãnh liệt dưỡng khí đưa vào phổi đều bị cướp đoạt tùng giữ chặt cái tôi từng đợt công kích mải miết chiếm lấy cánh môi mùi hương trên áo tùng choáng ngợp tâm trí tôi nhưng chỉ vài giây sau đó mọi thứ đã bình thường trở lại tôi ngẩn ngơ run run chỉnh cổ áo sộc sạch nhìn người đàn ông vừa hôn mình xong đang thản nhiên lái xe còn cho tôi là người tốt nữa không lưu manh tôi mím môi mắng một câu xong dứt khoát nhìn ra ngoài che giấu sự hoảng loạn trên mặt về đến nhà lồng ngực của tôi vẫn còn đập nhanh bất thường trong đầu không còn nghĩ được chuyện gì khác đã sớm ném chuyện quân đưa cô gái kia đi đâu qua một bên đứng trước bàn trang điểm tôi thất thần đưa tay chạm lên môi những hình ảnh mập mờ cùng khuôn mặt nửa sáng nửa tối của tùng lại hiện lên mặt tôi đang đỏ dần như tôm luộc dư vị về nụ hôn với tùng vẫn còn tôi thừa nhận mình đã đắm chìm trong sự kích thích mà tùng mang lại đó là cảm giác tôi chưa bao giờ có rửa mặt xong cơn nóng trong người tôi mới dịu bớt Tùng không hề giải thích gì về nụ hôn trên xe, tôi cũng không hỏi tới, cố xem như chưa phát sinh chuyện gì. Hơn 9 giờ, Quân trở về với một bên má bầm tím. Tôi ngồi ở phòng khách đợi anh ta, vết thương quá rõ không quan tâm không được. "Anh sao vậy?" "Không sao. Anh đã nói rõ ràng với bố con ông Tiến rồi. Ông ta có dùng sức ép để anh ra khỏi công ty, anh cũng chấp nhận, để sửa chữa sai lầm mà mình đã gây ra với em. Dù cho anh có bị đánh đe dọa, hay mất hết sự nghiệp, anh vẫn chấp nhận." ông ta đánh anh đúng không chuyện này không quan trọng linh à anh không muốn em bị cuốn vào rắc rối của anh cứ để ông ta bám lấy cái công ty sắp phá sản đó đi chúng ta có vốn lại được cô nga ủng hộ việc mở công ty không thành vấn đề muốn mở công ty cần nguồn vốn lớn em nên cân nhắc quyết định này anh không cần phải lo cô nga đã tính hết rồi nhưng trước hết chuyện mở công ty anh giả vờ không quan tâm tới Đợi sau khi cô Nga giao quyền quản lý công ty cho tôi rồi Tôi sẽ để anh làm giám đốc Tôi tin anh Nhưng cô Nga thì không Anh biết, cảm ơn em Cô Nga ủng hộ tôi mở công ty thật Nhưng quy mô công ty không lớn như tôi thổi phòng với quân CN Food không có khả năng lấy lại chỗ đứng trên thị trường Dù người lãnh đạo mới tài giỏi tới đâu Để đưa công ty vượt qua giai đoạn khủng hoảng này Không phải chuyện một sớm một chiều Truyền thông đang gây sức ép rất lớn Dù đã công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại nhưng việc ban lãnh đạo để xảy ra sai phạm nghiêm trọng vẫn được báo chí liên tục đưa tin bố tôi chấp nhận bản án dành cho mình trong phiên tòa những người có liên quan chịu mức án cao nhất là bố và phó giám đốc người trực tiếp đưa ra đề xuất để nguồn nước xả thải theo đường ống nước dân sinh xả ra bên ngoài bố vẫn luôn khen quân là người thông minh anh ta nộp đơn xin nghỉ việc với lý do không thể chịu sự kiểm soát của ông tiến tôi đổi xe mới quân vẫn có ý định dùng chung xe với tôi không chịu bỏ tiền túi ra mua xe riêng cho mình tôi phải lên tiếng anh ta mới miễn cưỡng mua xe nhưng lại mua trả góp có cô xuân quay lại làm việc quân không tự ý vào phòng tôi nữa anh ta hành động cẩn thận hơn cả tuần chỉ quanh quẩn ở nhà không ra ngoài tôi nói với quân đang tìm mặt bằng mở công ty nhờ anh ta gợi ý vài chỗ quân rất nhiệt tình trong lúc anh ta tìm mặt bằng thì tôi đã thuê được một tòa nhà làm văn phòng đại diện công ty nhân viên đã tuyển đủ kế hoạch phát triển một ứng dụng mua sắm trực tuyến đang bước đầu được triển khai chúng tôi đang nhắm đến những công ty xưởng may mặc chưa mở rộng phát triển kênh phân phối online để đưa ra lời mời hợp tác trong danh sách bộ phận phân tích dữ liệu gửi qua email tôi thấy tên công ty chồng cô nga chị tìm em ạ à? ừ em ngồi đi chị xem qua email rồi theo như chị biết hình như thái đạt đã có kênh phân phối sản phẩm vâng trong mấy năm gần đây họ xác định khách hàng tiềm năng của mình là đối tác nước ngoài nên số lượng đơn hàng trong nước giảm hơn đáng kể Thái Đạt hiện đang sở hữu thương hiệu riêng chuyên biệt, cung cấp sản phẩm thời trang công sở, nhưng họ không quá đầu tư về khâu quảng bá, hệ thống cửa hàng cũng chỉ có hai chi nhánh thôi. Thông tin mà tôi biết về công ty chồng cô Nga rất ít, Quyên là nhân viên đã có kinh nghiệm phân tích thị trường, nhìn thấy được khả năng có thể hợp tác nên đã đề xuất thêm Thái Đạt vào danh sách. Năm ngoái họ cho ra mắt dòng sản phẩm khăn bông cao cấp, nguyên liệu từ thiên nhiên, có thể tự phân hủy sau quá trình sử dụng, rất được thị trường châu Âu ưa chuộng thương hiệu thời trang riêng đang dần bị họ quên lãng. Nếu thuyết hợp tác thành công, những người yêu thích sản phẩm chất lượng từ Thái Đạt sẽ dễ tiếp cận sản phẩm hơn. Đồ công sở của Thái Đạt thì miễn bàn rồi, tiếc là không được quá đầu tư. Người đại diện của Thái Đạt là ông Vương đúng không? Mới thông tin con trai ông Vương nhậm chức tổng giám đốc, anh ta còn trẻ, em nghĩ cách làm việc sẽ có thay đổi. Ông Vương đang bị bệnh, Tùng vừa về đã tiếp quản công ty. Tôi ở nhờ nhà họ 3 tuần nên có một số việc cũng biết sơ sơ ví dụ như mối quan hệ giữa cô nga và tùng rất căng thẳng tôi không thể nhờ cô nga mở lời giúp mình sau đêm hôm đó tôi không gặp lại tùng cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có chút mong đợi nói trắng ra là tôi mượn công việc để gọi cho tùng điện thoại đang kết nối tôi căng thẳng hắng giọng giọng nói trầm ấm truyền vào tai làm tôi không nhịn được khẩn trương cô còn dám gọi cho tôi à tôi có gì mà không dám tưởng cô sợ tên lưu manh này rồi Tôi muốn bàn công việc với anh Có cần hẹn qua thư ký không? Không cần Vậy ngày mai Cô muốn gặp thì trưa nay luôn đi Không cần đợi đến mai Thái Đạt là công ty may mặc có uy tín Và quy mô đứng đầu thành phố Văn phòng đại diện là tòa nhà cao ngất Sửng sững nằm ngay trung tâm Tôi không cần đặt lịch hẹn trước qua thư ký Gặp lễ tân nói mình muốn gặp Tùng Liền được cho lên tầng 10 Đang trong giờ làm việc Không thấy có nhân viên ra vào hành lang Tiếng giày cao gót lanh lảnh từ thang máy bên kia vang lên, kèm theo giọng nói chanh chua. Chị đến đây làm gì? Mi cầm theo tập tài liệu bước về phía tôi, ánh mắt của nó vẫn luôn nhìn tôi với vẻ hiềm khích. Tôi chẳng biết mình đã làm gì khiến cho nó chán ghét. Có thể là vì mỗi lần Mi dở giọng trịch thượng thì đều bị cô Nga nhắc nhở. Cô Nga và ông Vương không có con chung, về chuyện Mi là con của ai thì tôi không biết. Chị đến gặp Tùng để trao đổi công việc. Công việc gì? Có một dự án chị muốn trao đổi với anh ấy. Đừng tưởng tôi không biết âm mưu của chị, bố chị thất thế rồi, chị bám vào mẹ tôi chưa đủ, giờ định chuyển sang anh Tùng sao? Mi vẫn luôn nói chuyện với tôi rất khó nghe, nể mặt cô Nga nên tôi nhịn, nhưng càng không giải thích thì Mi lại càng cho rằng lý lẽ của nó là đúng. Em có tin hay không thì tùy em. Chị đến gặp anh Tùng ngoài chuyện công việc ra, không có ý đồ gì khác. Chị tránh xa anh Tùng ra, anh ấy không phải là người để chị có thể lợi dụng đâu. Chị biết Chị biết mà còn không về Trao đổi xong chị sẽ về Phòng làm việc của Tùng ở ngay phía trước Mi cầm tài liệu đi theo tôi như giám sát Dừng trước cửa tôi nhường một bước để Mi vào Anh Tùng Người đàn ông đeo kính Đang xem tài liệu không hề liếc mắt ra mở cửa Một người vẫn vậy Nhưng thay đổi cách ăn mặc Liền nhìn ra người khác Tùng phong độ bảnh bao trong bộ quần áo công sở Lúc anh ta đeo kính nhìn rất tri thức thành đạt Nhưng khi tháo kính ra lại mang một chút gì đó phong trần tôi không biết dáng vẻ nào hợp với tùng hơn chỉ biết anh ta trong bộ dạng nào cũng thu hút sự chú ý của tôi thế mới kỳ lạ anh có hẹn với chị linh không nghe mi hỏi lúc này tùng mới nhìn sang nụ cười nhạt nhẽo không biết có hàm ý gì có từ bao giờ cô xem vào những việc này em thấy chị ta đến không thông qua thư ký nên hỏi thôi một góc tài liệu bị mi siết chặt tuy không có quan hệ huyết thống nhưng sống chung nhà với thân phận như anh em cách nói chuyện của tùng rất hời hợt và lạnh nhạt y như hôm đó ở bệnh viện anh ta tỏ thái độ khinh thường cô nga tùng gấp tài liệu lại khoanh tay nhìn tôi sẽ không có gì đáng nói nếu anh ta không nhìn chằm chằm với ánh mắt nóng rực lần gặp sau khi chúng tôi trở về thành phố ấn tượng của tôi về tùng đã thay đổi rất nhiều không biết có phải là do tôi nhạy cảm quá hay không không phải cô nói có việc muốn trao đổi với tôi sao chắc không phải chuyện đêm đó chứ da mặt tôi tích tắc nóng gian không nghĩ tùng lại hỏi thẳng như vậy khi có mi ở đây giọng điệu nhấn nhá càng tăng thêm phần mờ ám như chúng tôi đã xảy ra chuyện vượt quá giới hạn mi sững sờ phản ứng tỏ rõ sự bất mãn chất vấn hỏi chị ta đã kết hôn anh không biết sao quay lại vị trí của cô đi tôi không giống bố chức vụ của cô có thể bị thay bất cứ lúc nào em chỉ không muốn anh bị chị ta lừa thôi chị ta có chồng rồi nhưng còn không liên quan đến cô ra ngoài tôi đứng một chỗ chứng kiến tùng và mi gây nhau tự dưng bị biến thành kẻ đầu sỏ tiếng đóng cửa phía sau vang lên tùng cũng đứng dậy thu lại vẻ mặt không đứng đắn cô ngồi đi nhờ anh tôi lại càng bị mi ghét hơn đố kỵ mới sinh ra ganh ghét chứng tỏ cô có thứ mà cô ta không có được anh không định giải thích sao giải thích chuyện gì tôi hôn cô á phải tôi làm chuyện gì cũng đều ít khi giải thích với những cô gái khác anh cũng làm như vậy đúng không? Tôi nghĩ là cô biết câu trả lời. Nếu biết tôi đã chẳng hỏi, mục đích đến gặp Tùng không phải để bàn về nụ hôn đêm đó. Tôi lấy trong túi sách bản kế hoạch được xây dựng rất chi tiết về tiềm năng ứng dụng mua sắm trực tuyến đem lại. Tùng nghiêm túc mở ra xem, chưa hết trang đầu tiên đã đặt xuống. Giao diện ứng dụng của cô khá bắt mắt, nhưng thị trường và phân khúc khách hàng của chúng tôi hướng đến không phù hợp. Theo như tôi biết, công ty có một thương hiệu thời trang riêng nhưng kênh phân phối chưa được chú trọng lắm anh có thể thử cân nhắc lời đề nghị của tôi không cần trả lời vội bố cô rất am hiểu trong ngành thực phẩm cô không chọn đi theo bệ đỡ sẵn mà lại lựa chọn lĩnh vực mình chẳng có kinh nghiệm gì như vậy mà bà nga cũng dám ủng hộ cô sao không ai dám nhận mình thành công ngay từ lần đầu tiên cả phải thử thì mới biết được cô sẽ thất bại chắc chắn là như vậy câu nói chạm đến tự ái của tôi người khác nói tôi sẽ không thấy bị tổn thương nhưng phát ra từ miệng của tùng thì khác bởi vì tôi cảm kích anh ta trong lòng đã sớm dành cho tùng một vị trí nhất định anh ta đột nhiên thay đổi trở nên khó hiểu nói chuyện mỉa mai khiến tôi chưa kịp thích ứng không lẽ bên trong anh ta có hai nhân cách tôi cầm bản kế hoạch trên bàn đứng lên trên đường tới đây tôi mong đợi bao nhiêu thì lúc này tôi bị một câu nói của tùng làm cho nhụt chí cùng ăn một bữa đi tôi mời tôi còn có việc xin phép đi trước người khác mới nói về mình như thế cô đã không chịu được thì những áp lực lớn hơn cô định vượt qua thế nào đây bố vào tù chồng phản bội từ một người có tất cả mọi thứ trong tay phải bắt đầu lại từ đầu tôi vẫn đang vượt qua đấy thôi vậy sao một câu nói của tôi cô lại buồn tôi không buồn cô nói dối tôi im bặt mím môi nhìn tùng tự dưng tôi thấy tùng thật đáng sợ anh ta có thể đọc được cảm xúc của tôi tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong phòng tôi đang thẹn quá hóa giận khi bị Tùng bắt bài, còn anh ta thì mỉm cười, nụ cười vô vị cực kỳ đáng ghét. Tổng giám đốc, có cô viên tới ạ. Để cô ấy vào. Tùng dứt lời, tôi cũng biết điều nên rời đi. Ngoài cửa là một cô gái còn khá trẻ, dáng người mảnh khảnh thanh tú. Nếu đem so sánh với cô sinh viên quân đang quen, thì cả hai đều là kiểu phụ nữ bề ngoài xinh đẹp yếu đuối, vừa nhìn đã có thiện cảm. Đàn ông đa số đều thích những cô gái như thế này thì phải. Theo phép lịch sự tối thiểu, đối phương chào mình nên tôi cũng mỉm cười chào lại người đẹp giọng nói cũng rất êm tai anh tùng anh định tôi đến nhà em tôi không muốn nghe nhưng trước khi đóng cửa câu nói đó vẫn lọt vào tai trên đường về công ty quân gọi cho tôi không biết anh ta đang mưu tính điều gì bố mẹ chồng đường đột lên chơi tôi đã chấp nhận tha thứ cho quân thì phải làm tròn vai con dâu mới mẹ linh về rồi bà hạnh là một người phụ nữ đúng chuẩn đảm đang tháo vát làm việc gì cũng thoăn thoắt nhanh nhẹn trước hôn lễ bố mẹ quân có lên trước một ngày nhà mới còn nhiều đồ đạc vẫn chưa dọn xong một mình bà hạnh lui cui làm hết quân có lỗi với tôi nhưng bố mẹ anh ta thì không tôi vẫn đối xử với họ như bình thường mẹ vào lấy cho vợ cốc nước mát đi bố mẹ mới lên ạ à? ừ bố mẹ mới lên không làm phiền đến vợ chồng con chứ không ạ à, bố đâu rồi mẹ ông ấy đang ở trên phòng tối qua muộn rồi không chịu ở nhà còn đi ra đồng trượt chân té bất tỉnh may nhờ có người phát hiện đưa giúp tới bệnh viện mẹ sợ quá nên gọi cho thằng quân nó bảo đưa ông ấy lên đây khám xem có chấn thương ở đầu hay không bác sĩ ở quê thì bảo không sao vâng quân cầm ly nước đặt lên bàn ân cần nhìn tôi diễn tiết mục vợ chồng hạnh phúc cho mẹ anh ta xem tôi bảo quân chiều đưa bố đi khám ăn cơm trưa xong về phòng lấy đưa cho anh ta một số tiền anh cầm lo cho bố Thiếu thì nói tôi đưa thêm Anh ta nhìn số tiền tôi đưa Cảm động sắp khóc đến nơi cắn rứt nói Cảm ơn em Linh à Dù anh đối xử với em như vậy Nhưng em vẫn không bỏ mặc gia đình anh Chuyện đã qua rồi Đừng nhắc lại nữa Tôi cũng không rộng lượng tới mức Đem hết tiền cho kẻ từng đẩy mình từ trên núi xuống Cứ để cho anh ta moi thêm Tôi sẽ từ từ lấy lại Quân được một bước lại muốn tiến thêm một bước Nắm tay tôi bối rối hỏi tối nay anh có thể sang đây ngủ không chúng ta tôi cần thời gian để quên đi chuyện của anh và dung anh biết rồi anh không nên ép em anh xin lỗi có việc này tôi cần nhờ anh giúp anh rất sẵn sàng việc gì em nói đi mặt bằng tôi đã tìm có rồi anh giúp tôi liên hệ với bên thiết kế xây dựng tôi cần sửa lại vài chi tiết được mấy việc này cứ giao cho anh quân tỉ mỉ lên kế hoạch từng bước lừa bố con tôi muốn lấy lại tài sản của mình tôi cũng chậm rãi từng bước khiến anh ta dần mất cảnh giác bạn của cô nga có một tòa nhà trước cho một bên bất động sản thuê tôi bàn với cô nga xong mới hẹn ngày kia đưa quân đến xem anh ta đang rất nhiệt tình thể hiện mình có bỏ công sức vào việc mở công ty tôi cũng hứa sẽ cho anh ta làm giám đốc đầu giờ chiều quân đưa bố tới bệnh viện chỉ có tôi và bà hạnh ở nhà cô xuân từ ngoài cổng đi vào nói linh ơi có cô gái nào bảo là em họ của quân đến đang ở ngoài cổng cô chưa cho vào bà hạnh như sực nhớ ra nói hay là con bé trang chắc nó nghe bố con bị ngã nên tới thăm khi nhìn thấy cô gái ăn mặc giản dị ngại ngùng theo cô xuân vào nhà tôi khó tin hỏi lại bà hạnh đây là em họ anh quân hả mẹ ừ nó là con chú hùng họ hàng bên ngoại của thằng quân vẻ mặt không được tự nhiên của trang khi chào tôi càng khiến tôi tin rằng lời của bà hạnh nói thật không phải bịa đặt là anh em họ nhưng cô ta và quân có những hành động vượt qua giới hạn về đạo đức. Chuyện này khiến tôi lại càng kinh tởm quân hơn. Trang đứng khép nép cúi đầu chào. Cô Hạnh, chị Linh. Cô đã bảo thẳng quân khoan hãy cho ai biết rồi mà nó vẫn nói với con. Con cũng đang rảnh nên ghé qua tí ạ. Trang nói chuyện không nhìn thẳng vào tôi, nhìn gần đúng là rất xinh. Mũi cao da trắng, ngây thơ, chẳng nỡ ức hiếp. Tôi đối phó với Dung chưa xong, lại thêm một người phụ nữ của quân đưa đến. Em đang là sinh viên à? Nghe tôi hỏi Trang ngồi cứng ngắc, hai tay túm lấy túi sách khẩn trương đáp. Vâng, em học năm 2 ạ. Em ở ký túc xá hay ở trọ? Em ở ký túc xá. Ở ký túc xá bất tiện lắm. Sao em không bảo anh Quân tìm cho một phòng trọ? Nếu em không ngại, có thể đến chỗ anh chị, tầng trên còn trống một phòng đấy. Không, không cần đâu ạ. Em ở ký túc xá không thấy bất tiện gì hết. Hôm qua, cô mới gặp mẹ con. Bà ấy nhờ hỏi dùm sau mấy tháng rồi không thấy con về, con mới xin được việc làm thêm nên hơi bận, con định tuần này sẽ về ạ." Tôi mời Trang ở lại ăn cơm tối, Quân có vẻ bất ngờ khi thấy cô ta đến, dưới ánh mắt của nhiều người, bọn họ không có hành động gì thân thiết. Ăn cơm xong, tôi còn ở trong bếp nói chuyện với cô Xuân, quay qua thì không thấy Trang đâu. "Sao em lại đến đây?" Cô ta vẫn còn nghi ngờ anh. "Em nhớ anh lắm, cả tuần nay không được gặp anh, em rất nhớ." "Đợi anh thêm một thời gian nữa, chúng ta sẽ sống cùng nhau, anh cũng nhớ em." em có cảm giác chị linh không thích em ngoài bản thân mình ra cô ta chẳng thích ai hết trên đời có nhiều chuyện buồn cười thật cô ta đang ôm chồng tôi còn trách tôi không thích mình trà xanh có nhiều loại háo thắng bột chột như dung thì dễ đối phó còn loại luôn tỏ ra ngây thơ vô số tội như trang mới khó tôi tưởng trang trẻ người non dạ bị quân dắt mũi nhưng đằng sau cái vẻ yếu đuối thảo mai kia mở miệng nói câu nào là đem tôi biến thành một kẻ xấu xa câu đó nghe chăng thủ thỉ với quân tôi mới vỡ lẽ lúc chiều anh chưa về chị linh nói chuyện với cô thái độ cứ như bạn bè ngang hàng với chị ấy vậy không có tôn trọng gì hết em đừng quan tâm tới mấy chuyện này tiền anh vừa gửi em lấy mua quần áo đẹp mà mặc tuần sau anh có thể sắp xếp đến với em một ngày được không em nhớ anh lắm em mua mấy bộ váy đẹp đội mặc cho anh ngắm ừ khi nào cô ta ra ngoài anh sẽ gọi cho em dạ là anh em họ nhưng luân thường đạo lý gì kia quân và trang chẳng màng tới tiếng nói chuyện bên trong bỗng im bặt anh quân quân từ sau cánh cửa nhà vệ sinh bước ra vẻ mặt chuột dạ lúng túng tôi không vạch trần nói anh đưa trang về đi trời tối rồi không có xe buýt qua khu này đâu trang đâu rồi em chắc đang ở trong phòng khách nói chuyện với mẹ ừ vậy anh đưa trang về tôi lên lầu để hai người họ thoải mái muốn làm gì thì làm bố quân đến bệnh viện kiểm tra không bị làm sao bà hạnh cứ sợ làm phiền chúng tôi nên mới sáng đã đòi bắt xe về rồi tôi ở nhà một ngày hôm sau mới cùng quân đi xem tòa nhà định mở văn phòng công ty anh ta có vẻ rất hài lòng chỗ nào tôi không thích anh ta gợi ý nên sửa lại như thế này thế nọ buổi tối tôi hẹn cô nga đi ăn có quân đi theo nên tôi giả vờ dặn cô nga có hỏi anh nói đã nghỉ việc ở cn food rồi nhé ừ anh biết thái đạt là công ty của chồng cô nga không anh biết sao vậy em chuyện này cô nga không muốn tôi tiết lộ với ai sợ đến tai chồng cô ấy sau khi mở công ty cô nga sẽ chuyển cho chúng ta vài hợp đồng từ thái đạt cô nga tốt với em như vậy có đưa ra điều kiện gì muốn em phải làm không có cô nga muốn tôi ly hôn với anh phải giấu cô ấy tôi rất khó xử xin lỗi em là do anh không tốt đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh mong anh biết trân trọng nhà hàng do tôi đặt cô nga vẫn chưa tới tôi và quân gọi món trước rồi ngồi đợi một đôi nam nữ đi cùng với phục vụ vừa ngồi xuống bàn đối diện. Tôi hơi mất tự nhiên, cầm ly nước lên uống. Trùng hợp thế nào lại gặp Tùng ở đây? Anh ta đi cùng cô gái hôm trước tôi gặp ở công ty. Em sao vậy? Tôi lúng túng cầm điện thoại, ánh mắt của Tùng đang nhìn về phía này. Chưa kịp gọi cô Nga đã đến rồi. Bầu không khí lại càng gượng gạo hơn khi cô Nga nhìn thấy Tùng. Tôi tưởng quân sẽ biết người đối diện là con riêng của chồng cô Nga, nhưng Tùng lại dừng dưng im lặng. Cô Nga cũng lướt qua như không quen biết, có tùng ở đây tôi không sao tập trung được mục đích tôi đưa quân đi cùng là để cô nga thổi phòng tên về công ty mà chúng tôi đang dự định mở cậu đã nghỉ việc ở sien phút chưa con nghỉ hơn một tuần rồi đang tìm việc mới thưa cô tôi tưởng là cậu định bám lấy cái công ty sắp phá sản đó cả đời chứ con không nói mình nghỉ việc vì linh nhưng cô ấy không thích con có liên quan gì đến bố con ông tiến con có lỗi với linh nên sau này chỉ cần việc cô ấy không thích con sẽ không làm Tôi xem thử cậu nói được làm được hay không, hay là cậu chỉ yêu nó vì tiền. Con sẽ dùng hành động của mình để chứng minh với cô và Linh. Tôi không biết cậu chứng minh như thế nào, nhưng để tôi biết cậu và con gái ông Tiến còn qua lại thì không đến lượt con Linh dằn mặt cậu đâu. Tôi sẽ thay nó dạy cho cậu một bài học. Cô Nga nói không lớn, nhưng vừa dứt câu, khóe môi của Tùng đã nhếch lên cười khẩy. Ở đây chỉ có anh ta biết chúng tôi đang diễn kịch. Tôi không nhìn Tùng nữa nhưng có cảm giác ánh mắt anh ta vẫn dừng trên người mình. Linh Vâng Tôi như làm chuyện gì xấu bị bắt quả tăng tại trận Trột dạ không biết quân vừa nói gì Cô Nga nhíu mày nhắc lại Chuyện mở công ty đã tới đâu rồi Tầng 3 có vài chỗ đang đợi bên thi công thiết kế lại còn định thuê bên quảng cáo chạy bài tuyển dụng trước Ừ Bên nhân sự cô không dành Khi nào phỏng vấn không cần hỏi ý kiến cô Dạ Quân là phó phòng nhân sự Cô Nga cố tình nói như vậy để khi phỏng vấn tôi sẽ giao cho anh ta làm vậy khiến quân tưởng rằng tôi chẳng có tài cán gì chuyện gì cũng phải nhờ cậy vào anh ta miếng thịt bò trong miệng tôi nhạt nhẽo chẳng có mùi vị ngồi đây nhưng tâm trí của tôi đang ở bàn bên kia cảm xúc hỗn độn chỉ vì có sự xuất hiện của tùng tôi nhớ không lầm cô gái đi cùng anh ta tên là viên hai người họ có quan hệ gì có phải viên là bạn gái của tùng ở thành phố nên anh ta mới ngó lơ các cô gái ở bàn hay không nhức đầu thật đấy khi không lại quan tâm mấy chuyện không liên quan tới mình, cố xua tùng ra khỏi đầu, nhưng khi anh ta đột nhiên đứng lên, tôi lại bối rối ngồi thẳng lưng. "Em ăn thêm đi." Quân vẫn nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi, không chú ý tới người đàn ông vừa lướt qua. Vài phút sau điện thoại của tôi có tin nhắn, chưa mở ra xem, nhưng tôi có linh cảm người nhắn là Tùng. "Em đi đâu sao?" "Tôi đi vệ sinh." Đi nhanh rồi quay lại, "Cô có chuyện muốn nói với con." "Vâng." Tôi không thể đánh lạc hướng được cô Nga. Vừa nhận tin nhắn của Tùng đã khẩn trương đứng lên. Ở ngã rẽ hành lang tầng 2, Tùng đang rảnh rỗi đứng xem đồng hồ. Không phải anh ta nhắn tin uy hiếp, nhưng nội dung đoạn tin nhắn làm tôi trột dạ. Thay vì cảm kích, tôi đang dần thấy sợ Tùng hơn. Anh muốn gì? Cô phụ bà Nga diễn cũng giỏi đấy chứ. Nụ cười trào phúng thật đáng ghét. Tôi biết ngay, Tùng ngồi phía sau chắc chắn đã nghe cô Nga nói chuyện. Diễn thế nào là việc của tôi? Không cần anh phải quan tâm cô nghĩ tôi quan tâm tới việc của cô sao vậy anh nhắn tin cho tôi làm gì anh cứ vờ như chúng ta không quen biết chẳng ai làm phiền ai viên không phải bạn gái của tôi không ai bảo tùng phải giải thích anh ta đứng thẳng người từng bước tiến lại gần tôi trong mấy giây tích tắc nhịp tim tăng vọt một cách bất thường sau nụ hôn trên xe hôm đó ấn tượng của tôi dành cho tùng cũng thay đổi anh ta cũng chẳng còn điềm tĩnh ngược lại vừa lưu manh vừa ngạo mạn nhưng lại khiến tôi bị thu hút nhiều hơn lúc ở bản Tùng đứng rất gần tôi, có tiếng giày dẫm trên nền gạch men bóng loáng vang lên. Cổ tay tôi bị túm lấy, nháy mắt. Trong không khí toàn là mùi hương của Tùng. Anh làm gì thế? Chồng cô đang đi về phía này đấy. Bỏ tay tôi ra. Nếu cô muốn anh ta nhìn thấy, thì có lên tiếng đi. Cầm tôi đang đặt trên lồng ngực cứng cáp, khoảng cách gần như đã không còn. Thậm chí tôi có thể nghe được tiếng đập thình thịch khẩn trương, không biết là của tôi hay Tùng. Tay anh ta bỗng sờ vào eo tôi, cố tình vuốt nhẹ một cái. Tôi dùng mình cứng đờ, mím môi ngẩng mặt lên cảnh cáo, nhưng đối với Tùng chẳng có tác dụng. Không giống như nụ hôn đầu tiên mãnh liệt cướp đoạt, Tùng phủ xuống môi tôi, lả lướt, chiếm lấy cánh môi mềm mại, từng chút cặm nhắm như đang thưởng thức một loại bánh ngọt. Đầu óc tôi mụ mị mất dần tỉnh táo, hít vào toàn là mùi hương của Tùng. Tất cả giác quan đều đang cảm nhận được sự sâu sắc tồn tại của anh ta. Từ trong vô thức, tôi đang đáp lại Tùng. Hai cánh tay giữ lấy góc áo xiết nhẹ, cổ hơi ngửa ra sau, nụ hôn trêu đùa dịu dàng đang dần trở nên triền miên môi lưỡi quấn quít cuốn lấy nhau theo từng nhịp hô hấp cảm giác hưng phấn ngày một lớn dần tùng ép tôi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bàn tay đặt ở eo thon dùng sức siết lại vị trí chúng tôi đang đứng là lối rẽ ngược hướng với nhà vệ sinh âm thanh mập mờ khẽ vang lên loại chuyện mờ ám này nghe một hơi thở nặng nề đã đoán được diễn biến thở đi khi bản thân đang dần yếu sức tôi giật mình trốn chạy nhưng bị tùng cố tình chặn đường những hành động quá trớn như thuận nước đầy thuyền càng lúc càng đẩy con thuyền trôi đi xa hai tay tôi chuyển sang bám trên vai tùng từ lúc nào chẳng biết chân mang giày cao gót gần 10 phân vẫn phải kiễng lên mới thuận lợi đáp lại tôi không nghĩ mình lại dễ bị rung động chỉ bằng một nụ hôn tùng như thân cây cao lớn để tôi tựa vào ôm chọn lấy tôi cùng trao đổi hô hấp cả hai chúng tôi chỉ dừng lại khi có tiếng chuông điện thoại không phải của tôi mà là của tùng đang reo lên động tác dứt khoát tắt máy làm tôi chưa kịp nhìn thấy tên của người gọi trước mắt phủ một lớp sương mỏng khuôn mặt Tùng đang kề sát mặt tôi đàn ông đẹp trai không đáng sợ nhưng biết mình đẹp trai nên tận dụng nhan sắc khiến người khác mê đắm mới đáng sợ tôi âm thầm nuốt nước bọt chỗ nào trên người cũng bừng bừng nóng gian ánh mắt cụp xuống lảng tránh thì cầm bị một bên bàn tay giữ lại anh ta đối xử với em như vậy sao vẫn chưa ly hôn giọng nói của Tùng cực kỳ ấm hơi thở nóng bỏng vuốt ve chóp mũi của tôi có thể nói chuyện lạnh nhạt như lúc nãy nhưng tôi lại chọn đáp lời tùng một cách chân thành bố tôi nhờ anh ta giữ dùng tài sản tôi đang lấy lại khi nào lấy xong thì gọi cho tôi để làm gì tôi chỉ mạnh dạn theo đuổi người mình thích khi người đó đang độc thân thôi tùng nói nguyên cả câu nhưng động lại trong đầu tôi chỉ có ba từ người mình thích anh ta thích tôi sao tùng muốn theo đuổi tôi giữa lúc tôi hoang mang trong vô vàn câu hỏi thì tùng lùi về sau duy trì khoảng cách người đi rồi tôi vẫn còn ngây ngốc nhìn theo tôi đợi em cảm xúc bên trong lồng ngực đang rất mãnh liệt tôi thừa nhận lúc này mình có chút đang vui khi bố chưa vào tù tôi được nhiều người theo đuổi đẹp trai ra thế tốt không kém gì tùng nhưng tôi lại chẳng rung động tôi quay lại bàn không thấy tùng và viên đâu quân cũng chẳng thấy mặt mũi con vừa gặp tùng đúng không Cô Nga trực tiếp hỏi làm tôi bối rối. "Con đi vệ sinh, con đâu rồi cô?" Nó tìm con không thấy nên đi tìm lại rồi. "Linh, cô xem con như con gái nên mới khuyên con tránh xa Tùng ra. Nó tiếp cận con không hề có ý tốt đâu. Tùng từng cứu con, ở bản anh ta đối xử với con cũng rất tốt, con Cô gái đi với Tùng lúc nãy là bạn gái của nó. Con chỉ mới tiếp xúc với Tùng một thời gian ngắn, còn cô đã sống chung nhà với nó 4 năm nay rồi." cô hiểu rất rõ tùng là người như thế nào nó còn đáng sợ hơn thằng quân đáng lý ra tôi phải tin cô nga đang muốn tốt cho mình nhưng tôi lại xem cảm xúc của bản thân quan trọng hơn có một việc tôi đang muốn làm ngay lập tức là ly hôn trên đường về quân vẫn còn thắc mắc lúc nãy đợi tôi trước nhà vệ sinh nữ rất lâu sao không thấy tôi chẳng bận tâm giải thích với anh ta suy tư nhìn ra cảnh vật bên ngoài nóng vội sẽ làm hỏng chuyện biết là vậy nhưng bản tính hiếu thắng của tôi đang nổi lên không đúng lúc cô nga nói viên là bạn gái của tùng tôi cũng chỉ tiếp xúc với anh ta hơn một tháng vậy mà vì câu nói tôi đợi em của tùng tâm trí của tôi cứ nghĩ tới việc ly hôn quân tưởng cô nga không hài lòng gì về mình nhìn về phía tôi mấy lần mới dò hỏi anh đã làm gì khiến em không vui sao linh tôi định thần lại không nghĩ đến tùng nữa ngồi thẳng người lạnh nhạt đáp không có nhìn em rất lạ em có áp lực có thể chia sẻ với anh được không Em cứ im lặng như vậy Anh không biết phải làm sao Anh cảm thấy mình rất vô dụng Tối nay tôi nói dối trước mặt cô Nga nhiều lần Nên cảm thấy trong lòng khó chịu Cô ấy góp vốn vào công ty Giao cho tôi quyết định mọi việc Ngay cả tuyển nhân sự cô Nga cũng để tôi tự ý Vậy mà Quân sợ tôi lại nhắc tới chuyện bị anh ta phản bội Lảng tránh bằng cách tân bốc tôi lên Cô Nga tin tưởng em Chứng tỏ là em có năng lực Em yên tâm Anh sẽ ở phía sau giúp em bất cứ chuyện gì mà em yêu cầu khi nào kết thúc đăng tuyển, anh thay tôi phỏng vấn, dù sao anh cũng có kinh nghiệm hơn tôi. Cảm ơn em đã tin tưởng anh." Tôi cười trừ lắc đầu. "Tôi vì bố thôi. Bố giao tôi cho anh, chứng tỏ rất xem trọng anh. Nếu anh và Dung không xảy ra chuyện đó thì chúng ta có lẽ đã khác rồi. Chúng ta bắt đầu lại từ bây giờ chưa muộn mà đúng không em?" "Không phải muộn, mà vốn dĩ chúng tôi không nên bắt đầu." Tôi cười cười giấu câu trả lời. Thái độ kỳ lạ của tôi làm Quân lo lắng, trước khi đi ngủ, anh ta dặn cô Xuân pha cho tôi một ly sữa, tôi để nguội đến sáng không đụng vào một giọt. Hãy để lại cảm xúc của các bạn về tập truyện này ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện lần sau.